Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được trân trọng gửi lời chào tới toàn thể quý các cô chú anh chị em cùng toàn thể các bạn. Và ngày hôm nay thì kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi xin giới thiệu với các bác một mẫu xe form dáng trẻ trung, năng động, thân vỏ dày dặn, cực kỳ là cứng cáp, chắc chắn, rất là bền. Và đây chính là một chiếc Ford Fiesta đời 2013, số tự động, trang bị động cơ là 1.6, cực kỳ là khỏe khoắn, mạnh mẽ. Xe thì trang bị 4 la răng đúc này và xi nhan tích hợp trên gương. Cụm đèn halogen hai bên gương kính của đèn đây các bác nhá, hai bên gương kính của đèn. Xe thì toàn xe chất lượng thôi. Và chỉ rửa ráy qua đi cái, các bác nhìn đây, em vừa mới rửa xong nhá. Nước vẫn còn đang nhỏ xuống kìa. Vừa rửa xong đi quay luôn cho bác. Đánh xe ra quay luôn. Đấy, hai bên gương kính của đèn là trong vắt luôn. Không có hiện tượng mờ vẩn đục. Và em đang đi vòng quanh xe một vòng để cho các bác các anh chị em ngắm tổng thành form dáng sơn xi ngoại thất bên ngoài của chiếc Ford Fiesta đời 2013, số tự động, trang bị động cơ là 1.6, form dáng hatchback. Phân khúc của em này là phân khúc hạng B nhá, nên nó cũng rất là rộng rãi thoải mái luôn. Ở đằng sau xe thì được trang bị camera lùi cùng với ba cảm biến lùi phía sau. Đấy, rất là thích hợp cho chị em phụ nữ khi mà lùi xe nhá. Camera lùi đằng sau đây thì nó sẽ kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn. Còn ba cái cảm biến lùi cảnh báo va chạm sớm, giúp cho chúng ta lùi xe tập trung hơn và chú ý hơn. Vòng sang phần thân bên lái để cho các bác ngắm kỹ hơn về tổng thành form dáng sơn xi đằng trước, bên phụ, đằng sau và bên lái. Một chiếc xe đầm chắc, chắc chắn, cứng cáp, dày dặn, rất là bền. 1.6 động cơ cũng rất là khỏe, nhỏ gọn, di chuyển dễ dàng. Phân khúc hạng B thì cũng khá là rộng rãi rồi. Và giá bán cho chiếc Ford Fiesta đời 2013, số tự động, trang bị động cơ 1.6, hiện tại bên em đang giao bán với giá là 320 triệu đồng, vẫn còn thương lượng nhá. 320 triệu vẫn còn thương lượng. Nếu anh chị em nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966. Hoặc các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Long Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại. Ngoài ra nếu anh chị em nào ở xa thì bên em có hỗ trợ ship xe trên mọi miền Tổ quốc nhá. Hỗ trợ ship xe trên mọi miền Tổ quốc luôn. Đấy, các bác quan tâm thì cứ liên hệ về cho bên em, gọi cho Dũng Audi chắc chắn có xe để đi. Và các bác nào chưa follow vào fanpage cũng như là chưa đăng ký kênh YouTube thì các bác nhớ đăng ký kênh cũng như là follow vào fanpage nhá, để không bỏ lỡ bỏ qua những video chi tiết về những chiếc xe mà bên em mới về cập nhật liên tục cho anh chị em luôn. Và như các bác có thể thấy đây, nội thất ghế bọc da màu kem nguyên zin nguyên bản theo xe nhá, cực kỳ là đẹp đây này. Đấy, ghế bọc da màu kem nguyên zin nguyên bản theo xe. Đấy, nội thất bên trong còn sáng choang luôn. Gương kính chỉnh điện cụp điện được trang bị đầy đủ. Đấy, gương kính chỉnh điện cụp điện có đầy đủ luôn nhá. Hệ thống âm thanh giải trí trang bị đến 6 loa. Đấy, 4 loa to trên 4 cánh cửa và hai cái loa nhỏ ở trên hai cánh cửa trước. Được chưa? Quay qua về option công nghệ này. Trên vô lăng tích hợp bàn phím các bác nhá, trên vô lăng tích hợp bàn phím rồi. Có điều khiển âm thanh trên vô lăng, nét chuyển bài hát, rồi ra lệnh bằng giọng nói cũng có luôn nhá. Đây, chính là chức năng ra lệnh bằng giọng nói ở trên cái cục đèn điều khiển xi nhan này các bác nhá. Đấy, có chức năng ra lệnh bằng giọng nói luôn. Màn hình giải trí đã có luôn rồi, là màn hình giải trí theo xe. Ổ đĩa thì là ổ đĩa CD nhá. Đấy, để cho anh chị em nghe nhạc, xem phim giải trí thoải mái đây. Cái này thì nó vẫn đang chạy chương trình nghe nhạc qua đĩa CD đây nhá. Đấy, qua cái đĩa CD này. Để em tắt đi một chút ạ. Rồi. Em này có cổng AUX này, kết nối âm thanh với điện thoại, các bác có thể nghe radio. Rồi không thích thì các bác có thể kết nối Bluetooth nhé. Nếu không thích thì các bác có thể kết nối Bluetooth bình thường để nghe nhạc trực tiếp trên cái điện thoại của các bác luôn. Đó là một số trang thiết bị option công nghệ. Ngoài ra thì xe trang bị túi khí đây. Một chiếc ở bên hàng ghế phụ trên táp lô này, rồi một chiếc ở trên vô lăng. Đây nhá.
Đấy là một số các trang thiết bị option công nghệ được trang bị trên chiếc Ford Fiesta đời 2013 này. Bây giờ sẽ review về mặt chất lượng của xe. Thân vỏ thì rất là dày dặn nhá. Có anh nhìn này, xe đẹp chưa? Ốc màu này. Đấy, ốc màu còn nguyên zin luôn. Cái ốc giằng cửa đấy nhá. Nguyên zin nguyên bản luôn. Quá là đẹp luôn rồi. Đấy, một chiếc xe đẹp long lanh xuất sắc luôn. Và phần chỉ đấy ạ. Phần chỉ đấy nhá. Hồng có mất một phần chỉ nào nhá. Không mất một phần chỉ nào luôn. Đi vào đằng cánh sau bên lái. Review về mặt chất lượng thì đây là ốc giằng cửa nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Ốc màu còn nguyên zin y xì luôn. Đời 2013 quá, xe đi quá là dữ luôn. Rất là giữ gìn, xe chất lượng cực kỳ nhá. Và phần chỉ đấy ạ. Phần chỉ của cánh sau bên lái này nhá, nguyên zin nguyên bản, không mất một phần. Kính kiếc là còn nguyên zin hết nhá. Đấy, kính kiếc là còn nguyên zin hết này. Đấy, nguyên zin đời 2013 luôn. Tư nhân một chủ từ đầu, biển Hà Nội. Nếu mà bác nào mua chiếc xe này ở Hà Nội thì sẽ được tiết kiệm 20 triệu tiền đổi biển. Đấy. Xe phân khúc hạng B nên là cốp xe nó cũng khá là rộng để cho các bác để đồ rồi. Đấy, trước này thì để được một cái vali cỡ lớn nhá. Để được một cái vali cỡ lớn, các bác cứ để nó nằm nghiêng ra thì sẽ để được cái vali cỡ lớn, nó cao lên tầm này đó nhá. Đấy, cũng tha hồ để đồ. Ok chưa? Rồi, review về mặt chất lượng của xe thì các bác nhìn cái phần chỉ trong này. Đấy, phần chỉ trong này nhá. Đấy, ốc A này còn nguyên zin nguyên bản luôn. Đây, chỉ đây, chỉ riêng mép các thứ đây. Đấy, cũng còn nguyên zin nguyên bản, không mất một phần chỉ nào của các bác. Quá là đẹp rồi, cảm ơn các bác. Quá là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ xuống phần sắt xi gầm bệ bên dưới thì các bác nhìn này. Sắt xi không có hiện tượng là hàn cắt ghép nối nhá. Không có hiện tượng là hàn cắt ghép nối luôn. Cũng còn nguyên zin nguyên bản. Rất là đẹp đây, cứng cáp chắc chắn cực kỳ luôn. Đi sang phần thân bên phụ. Sang phần thân bên phụ thì anh chị em có thể nhìn thấy đây nhá, ốc giằng cửa ở đây. Ốc màu còn nguyên zin luôn các bác nhá, ốc màu còn nguyên zin. Đấy. Bốn cánh đều như nhau nhá, ốc màu nguyên zin và phần chỉ này. Không mất một phần chỉ nào. Đi lên phần cánh trước bên phụ các bác thấy nhá. Nghe tiếng gõ đã biết rồi. Nghe tiếng gõ thôi, riêng cái dòng Ford này, kể cả chiếc Ford Focus hôm lần trước em review cho các bác cũng thế. Nghe tiếng nó rất là chắc chắn nhá, gõ vào nó rất là chắc luôn. Nó không cảm giác là cái thân vỏ của nó không có cảm giác như mấy chiếc, ví dụ như chiếc Kia Cerato chẳng hạn, mấy cái dòng Kia các thứ ấy. Gõ cảm giác cái thân vỏ của nó rất là mỏng. Còn cái dòng Ford này gõ nó cứ bung 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 rất là dày nhá. Và đây, phần ốc giằng cửa này, các bác nhìn này. Đấy, ốc màu đây. Còn nguyên zin luôn. Phần cánh trước bên lái đấy, à bên phụ đây nhá. Và phần chỉ này. Đấy, chỉ không mất một phần. Dòng này các bác có mà chạy thoải mái, chạy mỹ mãn luôn. Rất là bền. Và đây, sắt xi không gầm ở đằng trước bên phụ. Đấy, không có hiện tượng han gì mối mọt nhá. Không có hiện tượng gì luôn. Cũng không có mối hàn, mối cắt, mối ghép. Còn bây giờ em sẽ sang bên phần thân bên lái kia để quay về sắt xi không gầm bên lái. Đấy, này nhá. Rất là chắc chắn và cứng cáp luôn. Được chưa? Đây, lốp láp thì cũng còn khá là dày nhá. Lốp còn khá là dày luôn. Bây giờ em sẽ đi vào bên trong phần khoang động cơ.
Bo động cơ thì khô ráo này, không có hiện tượng là chảy dầu, chảy mỡ nhá. Khô ròng, khô đét luôn. Đấy, các anh nhìn đây. Ốc này, ốc chân máy các thứ này. Đấy, các anh nhìn nhá. Khô ròng luôn. Một số các chi tiết như cái chi tiết nhỏ này, con ốc màu này. Đấy, vẫn còn nguyên ốc màu các nhá. Được chưa? Bên này thì cũng vậy, ốc màu này còn nguyên. Và lên phần chỉ cabo này. Ốc này, ốc cabo này. Nó còn nguyên cái bụi màu theo thời gian nhé, chưa có hiện tượng tháo rỡ gì nhá. Chỉ chiếc này. Đây này là cái màu theo thời gian thì nó ngoài nổ nó bám vào thôi các nhá. Đời 2013 rồi. Những cái này là không thể tránh khỏi được. Những cái hoen ố này theo thời gian này. Đấy. Còn đâu thì nó ốc cabo các thứ của nó còn nguyên zin nguyên bản hết. Được chưa? Khoan động cơ thì khô ráo nhá. Đấy. Máy vẫn còn nguyên zin luôn. Máy vẫn còn nguyên zin nguyên bản luôn các bác nhá. Máy nguyên zin nguyên bản. Và như vậy thì em đã giới thiệu xong tới toàn thể quý anh chị em mình một chiếc Ford Fiesta đời 2013, số tự động và trang bị động cơ 1.6, một chiếc xe chạy đầm chắc chắn, thân vỏ dày dặn cứng cáp. Với giá bán của em này là 320 triệu đồng. Anh chị em nào đang quan tâm thì xin vui lòng liên hệ cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966, hoặc các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 này, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.